mấy này cũng sơ sơ thôi, này đang con em khai báo vậy thôi, tự làm việc văn phòng đó, làm việc trên máy và thỉnh thoảng đó thì đau lưng, có nhiều khi ngồi xe điện cũng đau, nhưng mà lấy dầu cù là cọp á, tha cái đêm tha 3 4 lần cũng nó hết, Dễ chịu liền. dễ chịu liền, rồi sau đó nó cũng hết, nhưng mà lâu lâu nó trở lại, rồi cũng tha, hay là chỗ nào đau thì cứ chà chà thì nó 2 3 ngày xong hết. Thực ra anh nói qua cái triệu chứng thì cái triệu chứng đó chính là cái mà thoái hóa từ từ rồi đó, tức là cơ thể mình tới cái tuổi này bắt đầu nó lão hóa rồi, nhưng mà không ta không có nói lão hóa cuộc sống mình, nó Năm thoái nay 54 tuổi rồi. 54 tuổi bắt đầu rồi đó. Cho nên đó là đối với cái chuyện của rồi bị cái tiểu đường mà lao bao lâu rồi. Tiểu đường thì mới bác sĩ mới phát giác cách đây có 2 năm từ đi kiểm soát đó, nhưng mà nhẹ thôi, Nghe thôi. nhưng mà không có cần thuốc cái gì hết, 6,2 thôi mà, nhưng mà nghe nói là đắp đá thì nó hay là đắp thì có thể nó Đúng trị rồi. bệnh tiểu đường, với lại cái đường gân trên cơ mỡ trong máu đó, đường máu trong mỡ trong máu đó. Thì cái đường gân bác sĩ kêu phải uống cái thuốc mà nó tan mỡ đó, thì phải nên uống, cũng uống chút đỉnh rồi bây giờ có uống thêm thuốc nha đam với lại ngâm ruột tỏi uống. Cái đó tốt rồi. À, tôi nghĩ cái đó là ok đó. Và bây giờ là anh kết hợp chườm đá nữa, và bị cái chườm đá là thì anh chịu khó tích cực chườm cho tôi hàng đêm từ 9 giờ đến 11 giờ ha, hoặc là tối chạy hơn thì thấy công việc của mình. Nhưng mà anh chườm xong là 5 tháng sau anh đi xét nghiệm đó lại, thì cái điều chắc chắn là cái đường huyết anh nó sẽ ổn định, và cái cholesterol trong máu rồi tất cả nó sẽ trở lại cái bình thường. Cái điều quan trọng á là anh nhớ là những cái mà làm cho cái đường huyết á mà nó tăng lên á thì là do những cái tinh bột, cho nên đó là mình ăn uống á thì mình chỉ giảm bớt cái ăn cơm á, thì có thể mình ăn rau cải rồi là nó nhiều rồi mình ăn vậy thôi, chứ còn cơm thì mình thí dụ như thay vào đó mình ăn 3 chén thì giờ ăn kén thôi, ví dụ vậy ha. Và cũng không nên kiêng những cái trái ăn chín rồi là nhiều lắm, mà chỉ kiêng dùng đường quá ngọt thôi, chứ còn là bi mình không cao, nhưng bây giờ mình chú ý thôi ha. Rồi anh chồm đá nữa thì tôi cho rằng là năm sau tôi đưa anh đến đây anh gặp tôi thì mọi chuyện tốt đẹp hết rồi. Hay còn cái lưng đau lưng đồ thì nãy anh nói khi nào mình đau mình xoa dầu nóng nó hết, thì có nghĩa là cái chỗ đó nó hơi bị tích, bị bế tắc một chút. Nhưng mà bế tắc này là không phải do cái cơ thể mình, mà tại vì không phải cơ thể mình do cái đó là bệnh tật, mà là do mình làm việc văn phòng, mình không có vận động nhiều như những người khác, cho nên nó bị bế tắc như vậy. Thì bây giờ cái chườm đá nóng đó, nó giải quyết được cái đó rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.